phía sau chợ là rạch ù cây, có những người ta đi lụm ve chai. Ở đây sao bị rào bên dòng kênh thôi. Rồi đó, với nhiều màu sắc anh chị thấy không đó, chạy thật chậm. Hẻm cục rồi à, hẻm cục rồi ít hẻm thông hên quá. À, xin đi mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì khoảng 19 giờ ngày 7 tây tháng 12 2023. Trước mặt anh chị đó là con đường Tùng Thiện Phước. Phía sau lưng Sunny đó là cầu Nhị Thiên Đường. Với video clip này vào cái khoảng khắc cuối năm, Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị một cái khu xóm bên bến Nguyễn Duy anh chị ha. Chúng ta đi từ bến Nguyễn Duy qua bến Bình Đông. Tất nhiên là chúng ta không quên được cái chợ Sớm Củi vào lúc 19 giờ như thế nào. Đây là con đường Tùng Thiện Phương, quận 8. Rồi, cùng mời cô chú anh chị cùng đi với Sunny nha. Coi cuộc sống trên đường phố, lề đường, mua bán như thế nào. Quận 8 thì kênh rạch rất là chằng chịt anh chị. Khi mà chúng ta khám phá quận 8 thì Sunny có một cái nhận xét đó. Đây là một cái quận có thể nói là quận nội thành, nhưng mà cũng còn rất là khó khăn. Có những cái nhà sàn men theo dòng kênh nước đen. Ví dụ bến Nguyễn Duy thì vẫn còn cái những cái nhà sàn bên bến Nguyễn Duy. Rồi cánh đồng hoang vân vân. Rồi chúng ta sẽ đi bên hông chợ Sớm Củi. Và ở đây thì cũng có một cái xóm mang theo dòng kênh rạch ù cây. Ngày xưa thì một cái xóm nhà sàn, nhưng mà sau này giải tỏa đền bù nạo vét cái rạch ù cây. Bây giờ thì nhìn cũng khang trang, nhưng mà bà con ở khu vực đó cũng còn khó khăn anh chị. Đây là cái thời điểm cuối năm, buôn bán thì cũng rất là nhộn nhịp. Nhưng mà theo Sunny đi nhiều nhận xét thì cái mãi lực nó không giống như những năm trước đâu. Bên phải là con đường Phong Phú anh chị ha. Và tới đây Sunny thay vì quẹo trái là cầu Trà Và, Sunny sẽ quẹo phải bên hông chợ để chia sẻ với anh chị một phần nào đó cái chợ bán về buổi tối. Rồi mình quẹo vào đây. Đây cái chợ ban đêm đây anh chị. Đối với chợ Sớm Củi thì thật sự mà nói chỉ bán ban ngày thôi, nhưng mà trong lòng chợ thì buồn lắm. Chỉ có con đường này là bán nhộn nhịp thôi. Có những cái sạp mà sạp bán còn chỉ còn một cục thịt, có những nơi người ta còn bán bày ra bán cá. Phía sau chợ là rạch ù cây, có những người ta đi lụm ve chai. Cuộc sống thì mưu sinh thì vất vả, lúc nào cũng vất vả, vì kiếm đồng tiền thật sự mà vất vả, đổ mồ hôi xấu con mắt á. Rồi bây giờ thì Sunny trước mặt anh chị đó là rạch ù cây, Sunny sẽ men theo rạch ù cây để ra cái cầu Hiệp Ân anh chị ha. Ở đây thì sớm hẻm nhiều lắm, buổi tối thì Sunny cũng rất là ngại đi vào sớm hẻm. Đây,
có khu vực men theo rạch Thụ Cây, ngày xưa là xóm nhà sàn, bây giờ trở thành một con đường bê tông. Và bên phải thì có những con xóm rất là ngoằn ngoèo, đi sâu sâu vào bên trong. Ở đây sao bị rào rồi. Trước mặt anh chị đó là cầu sắt Hiệp Ân, một ngã ba sông rạch Thụ Cây và dòng kênh đôi. Ở đây không biết sao rào lại nè, đây là cái xóm nhà sàn. Đây là bến Nguyễn Duy anh chị ha. Đi xuống kia là Sinh Y sẽ quẹo lên cây cầu Hiệp Ân. Chúng ta lại xây xỉn chui vô hẻm ít không được, phải đi vào hẻm thôi chứ không xây xỉn chui vô hẻm được. Xây xỉn thổi nồng độ cồn là tiêu đó. Mấy hôm nay thì Sinh Y không dám nhậu anh chị, tại công việc Sinh Y đi quay những video clip này ngoài đường nè. Đôi khi là buổi tối nay mình nhậu nhưng mà buổi sáng mai mình không, cái hơi của mình nó còn hơi thở đó, sợ lắm, phạt rồi giam bằng. Đôi khi trên cái khung là 0.25mg trên 1 lít thở là bị rồi. Bây giờ Sunny sẽ quay lại mấy trái là những cái nhà kho, những cái nhà sàn mang theo dòng kênh đôi. Bên kia là xóm đạo Phạm Thế Hiển. Rồi ta đi nha, đi qua cái cầu sắt. Bên phải là nhà sàn không anh chị. Cuộc sống cầu Hiệp Ân, cuộc sống người ta cứ bám theo dòng kênh thôi là xong. Tương lai thì chắc không phải là ra đi, tại vì không có ai nhà ai mà xây sửa hết, cứ sống ọp ẹp bên dòng kênh thôi. Rồi đó. Đây thì có một cái dãy xóm nhà sàn cũng bị giải tỏa nè anh chị. Bên phải nè. Tới kia Sunny sẽ quay lại, chúng ta đi ra vào cái xóm men theo rạch Thụ Cây đó, những căn nhà là bên phải nè anh chị. Giải tỏ trắng luôn đó. Chúng ta rào lại cái khu vực này, ta rào lại rồi. Tới đây xin đi quẹo lại nha anh chị ha. Phía sau chợ sớm củi là Sunny men theo dòng kênh rạch Thụ Cây. Bây giờ thì Sunny là men qua một cái sớm mé bên đây rạch Thụ Cây nha anh chị. Buổi tối một cái sớm. Sinh đi thấy cái xóm này sạch sẽ nè. Khi mà đi vào những cái xóm mà bà con ý thức thì vậy thích lắm.
cầu sắt. Và khi mà đi đến đây thì thấy những cái dãy đèn của một cái khu vực sớm đạo dân đèn. Đây mình đi con đường này anh chị ha, trời ơi con đường đẹp quá đẹp luôn kìa. Với nhiều màu sắc anh chị thấy không, nó chạy thật chậm. Rồi hết rồi, nhiêu đó đây thôi à. Con đường này nữa quá đẹp luôn kìa. Rồi, đây hẻm biết có thông không ta? Hẻm cục rồi. Hẻm cục rồi. Ít hẻm thông. Hên quá, hẻm thông ra. Đó. ra cái rạch rồi. Mé bên kia dòng kênh rạch ủ cây đó là chợ sớm củi. Rồi tới đây thì Sunny cũng tiếp tục bên phải là con đường Hưng Phú nha anh chị ha. Sunny lại tiếp tục đi theo dòng kênh rạch ủ cây nữa anh chị. Đây là một cái khu vực sớm nhà sàn mà Sunny nói ngày xưa đó rất là khó khăn, bây giờ vẫn còn khó khăn nhưng mà hiện tại thì cũng làm lên nha. Đó nguyên một cái sớm nhà sàn Sunny cố gắng đi để chúng ta đi tới bến Bình Đông luôn anh chị. Bên phải thì có những con hẻm. Con hẻm để đi ra con đường Ba Đình, chợ Ba Đình. Con đường một cái xóm. Các anh thanh niên thì có một cái công viên mang theo rạch ủ cây nè, để cái bàn để ngồi uống cà phê, ngồi nhậu. Nhà cửa ở đây cũng còn. Rồi xin đi tiếp tục gửi chị những hình ảnh và sau khi chui dưới dạ cầu Nguyễn Duy Phương và chúng ta sẽ đi mang theo mé bên trái của anh chị đó là bến Hàm Tử, bến Lê Quang Liêm và mé giữa là dòng kênh Tàu Hủ. Và khi mà đi dọc con đường này đó thì chúng ta sẽ dẫn chúng ta tới cầu chữ Y nha anh chị.
Và ở đây thì có rất là nhiều quán nhậu mà men theo cái dòng kênh. Và bàn trống thì cũng rất là nhiều anh chị. Nói chung là sợ nồng độ cồn mà thời buổi này sợ nồng độ cồn lắm. Mình cứ đi một đoạn nữa anh chị ha, tới cầu Chữ Y. Ngày xưa đây là một cái xóm nhà sàn. Sau khi giải tỏa thì con đường được mở rộng, nên anh chị thấy những cái cột điện đó phía giữa nè, phía giữa con đường. Bên phải là con đường Hưng Phú, ngay chỗ lò heo Chánh Hưng đó anh chị. Mé bên trái, bên dòng kia, dòng kênh tàu hũ đó là bến Hàm Tử. Đây, đứng đây lò heo Chánh Hưng ở đâu thì cũng chia sẻ với anh chị. Bây giờ nó được thay thế, mảnh đất nó được thay thế bởi một cái chung cư. Đây, đây anh chị. Đó, chung cư đó. Bên ngay chỗ chung cư đó thì cái hướng về dòng kênh đôi. Nói chung là nói vậy thôi chứ anh chị cũng có hình dung. Mảnh đất này giống như một mảnh đất cù lao vậy đó. Còn mé bên đây là bến Hàm, bên kia là bến Hàm Tử, dòng kênh tàu hũ. Rồi chúng ta sẽ thẳng về cầu Chữ Y. Còn nếu mà đi con đường Hưng Phú bên phải thì chúng ta lên cầu Chữ Y luôn anh chị. Buổi tối thì mọi người ra đây hóng gió, uống cà phê. Còn riêng Sunny thì chở anh chị đi dạo. Thời tiết Sài Gòn thì nó cũng oi bức anh chị, chỉ có buổi sáng thôi. Trước mặt anh chị đó cầu đi bộ đó, bên trái đó. Nếu mà đi bộ cái cầu này thì chúng ta sẽ tới chợ Hòa Bình. Rồi mé bên kia đó là chợ Quán, bệnh viện nhiệt đới đó, nhà thương chợ Quán đó, bệnh viện nhiệt đới. Và ở đây thì có rất là nhiều cái địa điểm quán nhậu nè, men theo đường. Các anh thanh niên ở đây bắt đầu nhậu. Nói chung nhậu ở Việt Nam là vô địch. Mấy nay thổi nồng độ cồn nên chính vậy mọi người cũng hạn chế cái nhậu lắm anh chị. Đây là một cái địa điểm mà anh chị thấy đó, bàn ghế không có khách. Tình hình chung ế toàn tập. Bên trái này cũng không có khách nè anh chị, lưa thưa đây. Bên phải nè, những cái bàn trống thôi, không có khách.
Đây là những quán nhậu bình dân ra anh chị. Rồi, Sunny sẽ quẹo con hẻm này anh chị ha, để ra con đường Hưng Phú. Ban ngày ở đây là một cái chợ anh chị. Đây, trước mặt anh chị đó là con đường Hưng Phú, bên phải thì chúng ta sẽ về với chợ Sớm Củi, bên trái là về cầu Chữ Y. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này, mang theo dòng kênh ù cây Sớm Củi để anh chị thấy cuộc sống trôi qua những cái sớm bên những dòng kênh của quận 8. Và Sunny thân ái mến chào cô chú anh chị. Nào là bến Nguyễn Duy, rồi bến Bình Đông, rạch ụ cây vân vân. Và cũng xin kính chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Và Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.